tin từ Hoa Kỳ. Theo một thông báo mới nhất cho biết, hiện đã có 39 người được xác nhận là đã thiệt mạng trong vụ lở đất hồi tháng trước ở tiểu bang Washington, tăng thêm 2 người so với một thông báo vào hôm thứ Ba vừa qua. Theo Văn phòng Giám định Y tế của Snohomish County cho biết, hiện nay đã có 36 nạn nhân trong số trên được xác định danh tánh. Mặc dù đã 3 tuần kể từ khi vụ việc nói trên xảy ra, thế nhưng các đội cứu hộ vẫn còn đang miệt mài đào bới trong bùn đất để tìm kiếm những người bị mất tích. Tổng thống Obama hiện đang lên kế hoạch kiểm tra thiệt hại vào ngày 22 tháng 4 sắp tới, tức là vừa tròn một tháng kể từ khi vụ việc này xảy ra.